雷震，雷震，奇恒之谷，奇恒之谷，奇恒之谷，奇恒之谷，组织充实，组织充实，组织充实，组织充实，生化，生化，生化，生化，储藏，储藏。Lưu ý như này, ban đầu là CH, rồi phía sau phía C, cho nên phía đầu thì đọc là chu mỏ là thù, nhưng mà phía sau đọc là chuyển ra là thản, không phải là thù thản, thù thản, mà cũng không phải là thù thản, thù thản, thù, rồi mấy chữ thản, nha, thù thản. Nào, ý chị đủ không nghe đọc lại? Thù thản, thù thản, thù thản, thù thản. Chính trị, chính trị, chính trị, chính trị, xuê yê, xuê yê, xuê yê, xuê yê, chín yê, chín yê, chín yê, chín yê, công năng, công năng, công năng, công năng, trang trị, trang trị, trang trị, trang trị, can đảm, can đảm, can đảm, can đảm, thị vị, thị vị, thị vị, thị vị, tiểu tràng, tiểu tràng, tiểu tràng, tiểu tràng, đại tràng, đại tràng, đại tràng, đại tràng, san giao, san giao, san giao, san giao. Thảng quang, thảng quang, thảng quang, thảng quang, trung không dầu chiang, trung không dầu chiang, trung không dầu chiang, trung không dầu chiang, chi quan, chi quan, chi quan, chi quan, chu na, chu na, chu na, chu na. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Chuyển hóa, chuyển hóa, chuyển hóa, chuyển hóa. Thủy ngũ, thủy ngũ, thủy ngũ, thủy ngũ. Não thủy, não thủy, não thủy, não thủy. Nữ tử bao, nữ tử bao, nữ tử bao, nữ tử bao. Tử công, tử công, tử công, tử công, xính thị, xính thị, xính thị, xính thị, quản đạo, quản đạo, quản đạo, quản đạo. À, lưu ý chỗ này, chúng ta thấy cái này nó giống như là ngang sổ, nha. Ngang sổ nhưng mà cái này là bộ tùy nha, ở đây nó có cái ngấm giống số 3 nha. Cái này là do cái không chữ. Kế đến thuê tông, thuê tông, thuê tông, duyên xỉn, duyên xỉn, duyên xỉn, duyên xỉn, thảm sớm, thảm sớm, thảm sớm, thảm sớm, sớm chữ, sớm chữ, sớm chữ, tinh thần, tinh thần, tinh thần, tinh thần, tư duy, tư duy, tư duy, tư duy. Bắc Kinh thì người ta đọc rất nhiều hình chữ quả, ta sẽ đọc là quẩy, tư quẩy. Còn miền Nam, các tỉnh ở miền Nam Trung Quốc hay là Việt Nam của chúng ta thì đọc là chữ quả. Quẩy. Quẩy. À, nhưng mà nếu chúng ta là chữ u thì không đọc là u mà đọc là u, có nghĩa là rất nhiều dương căn, khi đó là rất nhiều dương căn, người ta thêm cái chữ u không thì nó không hợp lý nên người ta thêm chữ rất nhiều, nhưng mà đọc là đọc phía sau đọc là u số 5 á, u chứ không phải là u.
ừ quẩy. Còn đi với ngoài cái ô ra, đối với các chữ khác thì nó đọc giống như dòng W của tiếng Việt. Còn Bắc Kinh thì đọc thành dòng W. Bắc Kinh thì đọc là sư quẩy. Còn Nam mình đọc là sư quẩy. Sư quẩy. Sòa xua. Sòa xua. Sòa xua. Sòa xua. Như bạn đọc bằng ở đây đọc thành chữ sờ hết. Chữ đầu tiên nó sờ là đọc có là nó hơi bạn miệng ra. Sua 解剖，神经，系统，专有，横膈，提。Thứ ba là nội tạng, có nghĩa là những cái cơ quan mà tạng phủ nằm ở bên trong cơ thể gọi là nội tạng. Thứ ba, chỉ hợp trước phù là thi hành phủ, đây là còn gọi là phủ thi hành, là một trong ba loại của tạng tự. Mà nó có đặc trưng là hình thể của nó thì nó là giống tạng, nhưng mà chức năng thì là giống phủ. Cho nên xếp tạng thì có được, xếp phủ có được, cái xếp qua là thi hành chi phủ. Như là tử cung, nói là nó tạng thì nó cũng không đúng. Bởi vì tử cung nó đọng ở giữa, nhưng mà khi mang thai thì nó là trở thành tạng, nó là phủ thì không đúng. Rồi khi mà cái niêm mạc tử cung mà nó dày đặc lên, bắt đầu nó tàn trữ một lượng huyết lớn từ cái hành kinh, thì lúc đó là nó thạch thì nó là giống tàn, nó không phải phụ. Nhưng mà sau khi hành kinh xong thì tử cung rộng, khi mà nó phỏng lại thì ở trong nó lại rộng thì nó giống phụ, nó không giống tàn. Cho nên không kêu tàn được, không kêu phụ được vì hành kinh phụ. Chủ chứ thông sử. Chủ thông sử là làm cho đầy xuất thần. Đó đúng các bạn. Xin lỗi. Đó lúc mà các bạn sẽ mình không gặp trong cái sách dịch của giới bình thầy tịnh đó là có sung thực, có nghĩa là nó đầy đủ, nó tràn đầy. Trong thường ngày á, người ta gọi là nạp cạn á, nạp cạn điện thoại, người ta sẽ sử dụng thường ngày đi thông sữa là đi nạp, nạp cho nó đầy vô nạp cạn. Người ta tổ chức mà nạp cho nó đầy vô không? Thì tạm dịch gọi là nó đặt ở trong, cũng như là ở trong nó không có rộng. Tổ chức đặt thì tổ chức đặt là để chỉ tạng. Tạng là lúc nào là ở trong nó đặt hết, nó chứa đầy các tế bào, máu, thần kinh, nó không có rảnh, không có lỗ trong, nó là tổ chức đặt. Sơn hoa là sinh hóa, sinh ra và biến hóa, sinh ra xong rồi biến hóa, thành ra không có dịch là sinh ra được, sinh ra là nó thiếu. Còn nếu mà biến hóa, đây là biến hóa để phát triển, tức là nó phải trải qua một cái quá trình trao đổi chất để nó thành một cái gì đó. Chẳng hạn như là thức ăn nó vào thì làm cái nhiệm vụ tiêu hóa thức ăn thành dinh dưỡng, thì quá trình đó là quá trình biến hóa hay là quá trình tiến hóa để sinh ra khí huyết. Hay là bây giờ là các tế bào ở gan, không tưởng tượng là gan thì các tế bào nó cũng phải chết, sau đó các tế bào mới nó được sinh ra rồi nó lấp đầy lại những cái tế bào chết. Thì những cái tế bào mà mới sinh ra là nó chưa chuyên biệt, là tế bào giống như tế bào non, tế bào gốc là
có thể biến nó thành bất kỳ tế bào cơ quan nào. Thì từ cái quá trình mà nó là tế bào non, tế bào gốc để nó nhỏ nó là tế bào chuẩn bị và tế bào gan thành ở gan chỉ làm nhiệm vụ cái chức năng gan chứ không làm nhiệm vụ khác. Thì quá trình đó là gọi là quá trình tiến hóa hay là quá trình biến hóa. Cho nên cái sinh hóa này là sinh ra rồi là phải trải qua một quá trình tiến hóa phát triển rồi. Nó sẽ khác với từ là phun sinh là được sinh ra hay là sinh thành là được sinh sản ra. Cái đó là chỉ nói nó sinh ra thôi, chưa nói cho quá trình sao. Cho nên đối với cái chữ mà nó thuộc về từ chuyên ngành rất hạn chế, không có dám dịch. Tại dịch nó sẽ thiếu giữ nguyên là nó ăn hết. Phù thản là tàn trữ. Phù thản là tàn trữ, cất trữ gì đó. Thường là chỉ tàn trữ tinh khí huyết của tàn phẩm. Tàn phẩm nó tàn tinh. Chiên chi là sinh xí. Đây là từ đơn. Chiên là một từ, chi là một từ. Tinh là một vật chất tinh vi, chi là một vật chất tinh vi. Xuê dê là huyết dịch. Nó ra là chỉ là máu, chỉ máu, xuê dê. Chi dê là tinh dịch. Chi dê là tinh dịch. Những cái nước hay là những cái dạng vật thể dạng lỏng, vật thể dạng lỏng trong cơ thể mà có lợi cho cơ thể, nuôi dưỡng cơ thể thì gọi là tinh dịch. Những cái vật thể dạng lỏng mà có hại cho cơ thể thì sẽ gọi là thấp, thủy, ẩm, đàm. Cho nên là khi mà gọi là tinh dịch là người ta cần hiểu đây là những cái nước hay là những cái dịch khớp hay là dịch não tụy rất mắc và có lợi cho cơ thể, nó nuôi dưỡng cơ thể. Còn nếu mà nói nước mũi thì cái chuyện rồi không phải chuyện nữa, nó trở thành thủy dịch rồi, nó là dịch dơ. Nhưng mà cái mũi mặn nó nhớm nhớm và trên cái niêm mạc từ mũi mặn cái đường mũi nó sờ vô chúng ta thấy nó ẩm ẩm thì cái đó là thủy dịch, tại nó cái chịu cái ẩm ẩm cái đường mũi mặn. Thông thường mà nó tân thì là nó lỏng hơn và nó dễ chảy hơn. Thường nó sẽ tồn tại ở những cái vị trí ở bên ngoài có thể chút xíu, chẳng hạn như là ở mắt để nó làm cho mắt không khô, hay là ở niêm mạc mũi để giúp cho nó trơn nhuận, hoặc là ở trong cổ họng, trong họng chúng ta có chứng kiến để giữ cho cổ họng không khô, vân vân. Còn dịch đó thì nó sẽ đặc hơn, đục hơn, đặc hơn, đục hơn. Thường nó sẽ nằm ở những cái chỗ sâu trong cơ thể như là trong bao hoặc dịch vụ khớp, hay là trong tủy, trong não, là những cái đó là chất dịch. Côn trận, côn trận là công năng, công năng. Dịch ra tiếng Việt nghĩa là chức năng, công năng của một thành phố, chức năng của một thành phố. Có lúc người ta cũng xài từ trí động. Trí động có nghĩa là cơ năng, cũng là chức năng. Cái này quên cái máy này nó đang dùng. Trí não là cơ năng mà có nghĩa là chức năng. Tăng chi, tăng chi là tạng khí. Thì tạng là để chỉ nội tạng, còn khí ở đây là chỉ khí quan. Chi quan, khí quan. Ví dụ là chi quan là nằm ở trong bài này, nghĩa là bài trước đây ở trong này. Chi là chi quan là khí quan. Khí quan là cơ quan. Cơ quan này nó rộng lắm. Nó có thể là tai, mắt, mũi, họng, lông, da lông, tóc bóng, có thể là tâm gan, tỳ phế thận, có thể là tuyến tụy, có thể là tiểu đường, đại đường, vân vân. Cơ quan này thì nó rộng. Còn tạng phủ thì là nó khu trú lại là các nội tạng thôi. Nó không có da lông, tóc bóng hay là mạch máu, nó không có cái đó nữa. Ở đây là ráp giữa tạng phủ và khí quan, cho nên gọi là tạng khí. Còn dịch ra phải là ở đây dịch là cơ quan nội tạng. Ở đây là nên là đúng là cơ quan nội tạng. Cái này là cơ quan, còn cái này là nội tạng. Đây là từ ghép.
có thể chúng ta dịch cơ quan nội tạng cho nó giống cái gì. Còn nếu mà chúng ta sợ, chúng ta bị thi, chúng ta đi quá, chúng ta không nhớ là cái gì tốt nhất chuyện của nguyên hóa thì là tạng đi. Dịch nội tạng không thì không đủ, dịch cơ quan không thì không đủ. Căn tàn là từ đơn, can là một, tàn là một nữa, can là gan, tàn là đỏ, can đỏ, can tàn can đỏ. Quay nó tương tự tỳ và vị. Xeo chán là tiểu đường tức là đường con. Ta chán là đại đường tức là đường già. San tiêu là san tiêu hay là thủ san tiêu, chuyên ngành quy hoạch khu truyền. Thẳng quan là bàn quan. Thẳng quan là bàn quan. Trung và phía trong. Hung là trống rỗng. Vô là có. Chen là khoan. Ở trong trống rỗng. Và có. Có khoan. Có khoan trống ở trong. Khoan là có điện gờ. Ở trong một cái gì đó. Là khoan có gờ. Cái gì đó. Dạ, cái khoan rỗng một cái. Mà ở trong thì nó trống rỗng, không có gì hết, nó không có chứa tâm khí gì hết. Sao? Mà nó lại là dạng, nó lại có khoan, có khoan cũng như là có cái lỗ. Cho nên là ở trong trống rỗng, có khoan là cùng một nghĩa. Tức là ý muốn nói là trong này không có gì hết. Thành ra tạm dịch cho dễ hiểu là dạng khoan rỗng. Dạng khoan là dạng lỗ lỗ và ở trong nó rỗng, chứ không có đặt. Thì đây là đặc tính của phủ. Phủ là những cái nội tạng mà ở trong là nó dạng khoan rộng. Đặc tính của tạng là dạng đặc. Còn đặc tính của phủ là dạng ở trong là dạng khoan rộng. Nó không có gì hết. Chi quan là khí quan, có nghĩa là chỉ cơ quan. Thì cơ quan là động từ rộng. Nó rộng hơn cả tạng phủ nữa. Cái từ cơ quan này nó nói chung. Chu na là hàng xuất nạp. Xuất là đi ra, nạp là đưa vào, nạp là đưa vào. Ra đây là một cái từ mà nó chỉ hai hành động. Hành động thứ nhất là đi ra, và hai là đi vào. Đi ra, đi vào, xuất nạp. Su phụ. Su là vận chuyển, su là vận chuyển, phu là phân bố, su là vận chuyển và phân bố. Đây là từ kép. Su là su duyên, tức là nó vận chuyển, nó nhiệm vụ là nó đưa đi qua đi lại. Phu là phân bố, là quyết định là cho bao nhiêu chỗ này, cho bao nhiêu chỗ kia. Thành ra đây là cũng là một từ kép. Từ này nó có hai nghĩa là vận chuyển và phân bố. Cho nên nếu mà chúng ta dịch su là vận chuyển là thiếu, rất nhiều chúng ta phạm cái lỗi là su là chúng ta dịch là vận chuyển. Cái hàng chúng ta nói là cái tạng này, phủ này vận chuyển thức ăn thì nó chưa đúng. Nó vận chuyển và nó phân bố nữa. Vận chuyển chỉ là đưa đi thôi chứ chưa biết đưa đi đâu. Còn cái phân bố này là sẽ quyết định là cho chỗ nào, sẽ đưa cái này đi tới chỗ nào. Khá rắc rối, những cái từ án chuyện mình khá rắc rối, không có đơn giản. Cho nên cái này mình tách theo một môn gọi là từ án chuyện chuyên ngành và cũng có môn để giải. Sai hoài là những cái chỗ này, nếu mà không nhắc là khi dịch tới là dịch chiến nghĩa. Chuyên ngành xong, từ án chuyện chuyên ngành. Khoảng khoa, khoảng khoa là tiêu hóa và truyền thống, cái gì? Khoảng là quyền, quyền đi. Nhưng mà tiêu hóa là cái xeo hóa là tiêu hóa. Là nó tiêu hóa xong rồi nó mới truyền thống đi. Cho nên là nếu mà dịch tiêu hóa không là cũng yếu. Từ tiêu hóa là cho làm động là tự tưởng đây là tiêu hóa. Thế là các bạn thì nhầm cái này truyền thành chuyển. Các bạn nhầm cái chuyển tức là dịch cái này chuyển hóa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhìn thấy kiểu đấy thì gọi giống như đúng như thầy đâu. Thôi, thầy Hoàng cũng là thầy vậy. Đến tối vậy vậy. Tại thầy không biết tiếp đâu. Cái này là tròn. Còn cái này là tròn. Một cái là cái bộ nhân đứng. Bộ nhân đứng rồi đấy. Cái này tròn này là chuyển. Tròn hóa và chuyển hóa. Tức là chỉ là từ thôi. Là chỉ cái quá trình chuyển hóa thôi. Cho nên tôi có học phía trước rồi, đó là cái từ chuyển hóa, tròn hóa. Nhưng mà thấy cái từ dưới này là cái bộ nó khác rồi, nó thành bộ nhân này. Bộ nhân. Cái này là bộ xa, cái này là bộ nhân. Thì cái này là truyền. Truyền là truyền vào hay là truyền đi. Hay là vô truyền cho ai vào đó, là xài cái này. Là kêu. Truyền, truyền lại, truyền đi. Thành ra nó không phải là chuyển hóa, mà nó là truyền hóa. Nếu mà dịch Hán Việt là dịch là truyền hóa. Còn dịch cũ là tiêu hóa và truyền thống. Thành ra đây là chức năng đó là của từ vị cho tới trường. Của cũ, vị và cũ, tiểu trường, đại trường. Bởi vì trên cái đường ống tiêu hóa này, nó làm hai chuyện. Thứ nhất là dạ dày nó sẽ ngào, có ăn và nó hấp thu, sau đó nó sẽ truyền thông những cái cành bã xuống. Rồi xuống tới ruột non, nó lại tiếp tục hấp thu thêm một phần nữa. Hấp thu xong rồi, cái chất cành bã nó chắc lọc, nó lấy một số chất dinh dưỡng cho cái cành bã vô bị đưa xuống, nó lấy lại một thớ, rồi còn lại cái cành bã lại xuống lại trường. Thành ra là nó có hai tác dụng. Thứ nhất là nó tiêu hóa, và thứ hai là cái truyền thông xuống. Rồi tới đại trường, xuống tới đại trường thì nó lại tiếp tục hút nước này. Những cái cặn bã đó nó tiếp tục nó hút lại những cái nước nào còn xài thì nó hút nữa. Rồi sau đó mới đẩy xuống thành phân. Thành ra đây là chức năng của cái thống tiêu hóa và truyền thông. Sủy khu. Sủy khu là thủy cốc, có nghĩa là thức ăn, đồ uống, thức ăn, đồ uống, thủy cốc. Não xùy là nào là não xùy là tủy. Não là một cái, tủy là một cái, đây là hai cái kỳ hàng chi phủ khác nhau. Nữ tự bao là nữ tự vào, tự cung là tự cung, đồng nghĩa. Hay là có người còn gọi là bao cung, bào cung, bao cung, bào cung. Nên tiếng Việt là những bạn mà học thi sĩ chắc cũng có từng nghe cái bào cung mà ráp chữ này như thế này. Xỉn kỳ là hình thể, xỉn là hình, kỳ là thể, hình thể. Còn tao, còn là dạng ống, còn tao là cái đạo, tức là đường đi. Thành ra tạm biệt là đường ống, cái đường này nó có dạng ống, đường ống. Thôi tung là thôi, động. Thôi là thôi hút, động là phát cái đó nó vận động, nó cử động. Cho nên chúng ta sẽ tạm dịch là thúc đẩy. Và trước chúng ta có học một chữ nữa là thúc tí, chu chi thúc tí cũng là thúc đẩy. Khuy tung, khôi động cũng có nghĩa là thúc đẩy. Hai từ này sẽ là nghĩa giống nhau. Xuân chim là như là đọc ở trong bài ngũ hành thì bài cái bài ngũ hành phía trước. Xuân chim là thúc đẩy. Duyên xỉn là vận hành. Thản sẩn là tàn thần. Thản là động từ, sẩn là thần. Đây là không phải là chân từ mà là động từ, chân từ. Tàn thần, đây là chỉ chức năng của tâm, tâm tàn thần. Sẩn chứ là thần trí, sẩn chứ là thần trí. Chính sẩn là tinh thần. Tư quẩy là tư duy. Ba từ này đều là chỉ cái hoạt động của chức năng của não, của thần kinh cao cấp.
đều là những hoạt động ăn của mình trên cao cấp. Và nó cùng ăn với từ hán vị luôn. Đây là cùng ăn với từ hán vị, thành ra có dịch ra hán vị, đây cùng ăn với hán vị. Tuy nhiên muốn nhắc thêm một điều như thế này, cái tinh thần á, tinh thần là nó là một cái sức chịu đựng của bộ não. Có thể hiểu nó là cái sức chịu đựng của bộ não. Cái hàng tinh thần mạnh hay tinh thần yếu, tinh thần mạnh đó thì ít bị tác động bởi những cái kích thích ngoại cảm, kích thích cảm xúc bên ngoài như là bị tập quá hay là không buồn hay không vui, nó sẽ ít làm cho cái người đó thay đổi cái sắc mặt, thay đổi cái cảm xúc nếu mà tinh thần mạnh. Còn tinh thần yếu chỉ cần nghe một cái tin gì thôi là bắt đầu là run sợ lên lo lắng. Thành ra nó là sức chịu đựng của bộ não. Còn thần trí là nó chỉ cái sức mạnh của bộ não, nó cũng thừa độ tinh thần, nó chỉ sức mạnh, nó chỉ cái ý chí, nó chỉ cái sự duy trì được một cái mong muốn nào đó là thần trí. Thành ra hai cái này nó là có thể hiểu nó là một cái danh từ độc lập, nó là cái kiểu danh từ độc lập. Nhưng mà từ xứ quẩy này nó lại khác. Xứ quẩy tư duy nó không phải là một danh từ độc lập giống như thần trí hay tinh thần, mà tư duy là nó là một cái quá trình hoạt động. Tư duy là một cái quá trình suy nghĩ rồi tính toán. Tư duy là suy nghĩ rồi tính toán rồi sắp xếp kế hoạch gì đó, vân vân. Cho nên tư duy này á là nó không thể đứng độc lập được, nó không thể đứng độc lập, và nó hay kèm với chữ hoạt động. Hoạt động tư duy nó hay kèm với chữ hoạt động tư duy, chứ nó không có tư duy không. Tinh thần và thần trí thì nó đứng một mình được, người ta không xài được hoạt động tinh thần hay là hoạt động thần trí. Người ta chỉ liệt kê thần trí gồm có gì đó, kỹ nổ, phương tư duy, thần kinh, những cái thành quý đó. Tinh thần này có tính chất là nhưng mà tư duy này thì phải hay kết hợp với chuyện hoạt động, tại vì nó là một cái quá trình, nó là quá trình cho nó phải kết hợp hoạt động. Cho nên chúng ta lưu ý chỗ này là một tí xíu tới bài luận, chúng ta sẽ gặp chuyện hoạt động mà không biết hoạt động đó là hoạt động tư duy và hoạt động tinh thần, hay là chỉ là tinh thần và hoạt động tư duy. Có chuyện tinh thần thì không thể hoạt động được, chỉ có tư duy mới hoạt động là hoạt động tư duy. Xòa xoa là tạm thời dịch là muốn nói đó. Cái cấu trúc của xòa xoa này nè, là phía trước nó đề cập một cái vấn đề, rồi sau đó chữ xoa là nói, là nói đến cái mà vừa đề cập trước chữ xoa. Thay vì chúng ta nói là nói đến hệ tiêu hóa, những ngày tiếng Việt chúng ta nói đến hệ tiêu hóa thì cái gì đó, thì nếu mà xài xòa xoa nó sẽ viết chữ hệ tiêu hóa trước rồi viết chữ xòa xoa, chứ nó không viết là xòa xoa hệ tiêu hóa đâu, nó viết hệ tiêu hóa trước rồi mới viết xòa xoa. Cho nên là cái mà muốn nói đến này là không biết kiếm chữ xòa, kiếm chữ hệ xòa. Chủ lơ dì quay là ngoài ra, chủ lơ là ngoại trừ, dì quay là ngoài ra. Đây là một tiên từ. Mà gặp tiên từ thì chúng ta phải tách khẩu với A và với B, không nằm trong với A và với B. Chè hô là giải phẫu. Sẵn chiên là thần kinh. Sẵn chiên là thần kinh. Thì nói thêm một chút về cái thói quen của người Trung Quốc. Sảnh chiến là thần kinh. Thế thì bệnh thần kinh là các bạn sẽ dịch tự nhiên. Bệnh thần kinh là dịch cái gì? Bệnh thần kinh có nói như thế nào? Sảnh chiến bình. Sảnh chiến bình. Nếu mà bệnh thần kinh thì các bạn sẽ sử dụng từ gì? Sống chiến binh. Sống chiến binh. Nói là bệnh
bệnh thần kinh liên quan tới bệnh về chức năng của thần kinh đó, thì chúng ta sẽ được gì là bình thần kinh, chúng ta sẽ được thần kinh bệnh 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 thần kinh. Tuy nhiên bên Trung Quốc thì nó xài là chinh sẵn kinh, nó cực lại là bệnh về tinh thần, là cái sức chịu đựng của bộ não theo y học của người Trung Quốc. Xin lỗi, theo cả Tây y của Trung Quốc luôn thì nha, tức là người Trung Quốc người ta cho rằng những cái phần trong đó, cái sức chịu đựng của bộ não là xếp được tinh thần, phải là xài được chinh sẵn kinh, tức là bệnh tinh thần. Mình dịch ra đây là các bệnh liên quan tới hệ thần kinh. Trung Quốc cho rằng là những cái bệnh mà liên quan tới hệ thần kinh đó bệnh trước là nó nhắm vào sức chịu đựng bộ não. Nếu mà sức chịu đựng bộ não tốt, người đó sẽ không có đau nào, không có đau gì hết, không có rối loạn lao, có bệnh. Bây giờ mình nói cho nó cấm dụng bệnh chứa sẵn kinh, tinh thần đó, chứ không phải bệnh là sẵn kinh. Tại vì anh trời nghĩ trước còn cái đặc tư. Mà nếu mà chúng ta nói sẵn kinh viên, là chúng ta kiểu người ta là nói đây thấy không? Thầy nói bệnh thần kinh là mấy bạn nói thần kinh là sinh bệnh đây. Thầy không phải bệnh thần kinh, bệnh thần kinh là bệnh thần kinh. 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 Lưu ý là trong bệnh án, nếu mà cái chứng sẵn kinh là bệnh mà về hệ thần kinh đó, còn cái này là về quý chứng sẵn kinh này tính luôn, là tính luôn cả bệnh của bệnh bệnh viện tâm thần luôn nha, đó là lo âu, đó là chế độ con kiểu chế độ kích thích này nọ của con luôn, liên quan tới cái sức chịu đựng của bộ não để chuẩn bị cho bệnh viện hay không, chứ không phải là bệnh tâm thần. Ở bên qua của thầy thống là sản sinh tiên tình tiên tiên đơn giản, chỉ có một nghĩa là tỉnh thôi ạ. Đây là tỉnh. Đây là tỉnh. Xin hồn là thầy thống. Chuan, chuan là chuyên môn, dầu là có, tức là chuyên môn có, nó có rồi. Thành ra tạm dịch là cái chuyên hàng. Chuyên hàng như là từ tham tiêu. Cái phủ tham tiêu là cái từ chuyên môn của chỉ có y học của trường mới có, không có y học nào có cái từ tham tiêu á. Thành ra chúng ta chỉ ngắn gọn là từ chuyên ngành, từ chuyên ngành. Tổng cỡ là hoàn cách là cơ hoàn thì hoàn hoàn nói với mọi người là chỉ từ giữa phân cách giữa cơ và bộ là hoàn, còn cách thì chỉ cái cơ, cơ mà nó ở chỗ này khoảng cách là cơ hoàn, còn chỉ là rốn, chỉ là rốn, tài rốn, chỉ là rốn. Đúng rồi, mày đã đúng rồi đó. Bây giờ là đúng rồi, cái từ trên giờ. Mình cứ đọc qua một lần. Vậy chúng ta sẽ có từng ngày mới thì chúng ta dừng lại. Phụ là chúng ta từng ngày mới chúng ta dừng lại, chúng ta sẽ có cung cấp cho cái từ trên kia này. Tam phụ sư nên gian đờ tổng thân bao bộ phủ gian liêu phủ ở chí hẳn chư phủ xa lây phủ gian chiêu sư xin can thí phây sân tâu sư nay phụ chủ sư thông sứ tinh dấu sân hoa ở thủ thán chi chi xuyến
写精液功能的脏器。哎呀，那你给我怎么了？六腑指指了几？指了几？对，他妈妈跟我讲。所以内脏跟内脏是脏腑嘛？嗯。指了几？指胆、胃、小肠、大肠、三焦、膀胱、是一些一些了模块，一些了模块，一些了模块。一些。一些了模块。中空有腔的脏器的器官，具有出纳、输布、传化水谷的功能。奇恒之谷包括脑、髓、骨、脉、胆、女子胞、肌、子宫。鸡用的不管你看鸡的不管鸡鸡不管鸡子宫六种器官组织他们的功能他们的功能lúc nào cái mũ nó không có che được cái khúc dưới đọc là ha năm cái nước mà đây đọc là ha đây cũng đọc là ha ngoài gì ha chỉ có tay dài gì cái này thể hay là gì? Hai bên kia là chỉ nón đồ vật, hai này là chỉ nón giới lực giúp được con người, hai này là chỉ nón giống cái con người, hai này ngoài chỉ giống được con người ra có thể chỉ luôn cả đồ vật chỉ luôn cả giống cái con người. Nên nếu mà chúng ta đang nói con chúng ta xuống nào đó chúng ta nói nó hay là ở đằng ấy cái người ấy mà chúng ta không xác định được giới tính thì chúng ta xài cái này ăn chứ không thấy. Còn nếu mà chúng ta đổi giới tính của con người thì chúng ta xài cái này, nếu đó là nữ thì chúng ta xài cái này, còn nếu mà đó là đồ vật thì xài cái kia. Nhưng mà khi các bạn tốt nhất là xài cái kia vậy bất đồng, nếu mà xài cái đúng con người mà bạn xài cái kia là bạn không tôn trọng người ta, là bạn đừng có chuyện. Em không biết gì đó. Lỡ cái người thứ ba người ấy là đàn ông mà xài cái này thì chắc là người ta cũng cảm thấy khó chịu. Thật ra mình cứ làm lén bài gì đó. Tha mình xỉn nhị lây sư, xỉn lây sư là tương tự, lây sư là tương tự. Tác dụng 类似但所以
所以là đi từ cho nên, không, sở dĩ đi từ cho nên. Gieo, gieo là gọi. Chí hẳn sư phụ. Trung y giang phụ. Xuế xóa trung xin phê phí can sân tờ trang chi. Suy rã là tuy nhiên, đây là nguyên từ. Không có tuy nhiên là nó hay có nhưng mà. Tuy cái gì đó, nhưng mà cái gì đó. Trung y tạng phụ, học thuế tạng phụ. Suy rã, tuy nhiên. Suy rãn là tuy nhiên. Có tuy nhiên là nó hay có nhưng mà. Đây là những cái điện từ. Tuy, nhưng. Giống như đây là tuy là trời mưa, nhưng mà không lạnh. Suy rãn xe dự tan sư phú lận. Tuy là trời mưa nhưng mà không lạnh. Gặp những điện từ này là phải tách nó ra khỏi với A với B. Giờ lúc nào là dịch nó chú nhất. Suy rãn dự. Dù là với và dù là với mà lấy cái ý dài thì đọc là những quy không đọc là những u dù là với là mà nhìn thấy từ nào mới y nào hiện tại là hiện tại hiện tại là hiện tại những cái ngày như cùng tay hiện tại ghê chưa bài của thầy bà đó hiện tại như mà du học sinh Trung Quốc chứ hiện tại cái chữ mà có móc cẩn thận nha, không phải là chỉ không có dễ đến cái móc câu mà nó cần do nha, chúng ta cần phải hấp nó đây, nó hấp nó nhỏ lên một xíu nha, cuốn đóng hấp nó lên kìa. Cái đẹp. Về nhà thấy miếng mình có đi rồi. Chữ đẹp quá. Đó, đi chợ. Như bạn biết cái này không tốt nhiều lắm. Để tập sao còn phải viết chữ tròn như thế này nè. Chữ tròn không có được đâu nha. Ok. Có thuộc chữ mà biết không? Hiện tại là hiện tại. Y xuế, y học. Trang chi, tờ, miễn thân. Miễn thân là tên gọi, tên sinh. Xem phổng, xem phổng là tương đồng, nghĩa là giống nhau. Xem phổng là tương đồng, là giống nhau. Biết đâu có mấy từ rồi nên là những từ đó không biết là không dám tiêu tiêu sang lý cái sinh lý kinh lý là bệnh lý biết được mấy từ sinh lý sinh lý sinh lý sai sinh lý kinh lý ta hàm ý sai sinh lý kinh lý hàm ý là hàm nghĩa hàm ý là hàm nghĩa hàm nghĩa hàm nghĩa hàm nghĩa chưa là nhưng chưa là nhưng mà nhưng hàm nghĩa chưa nó nhấn mạnh nó muốn nói cái gì đó tuy cái gì đó nhưng mà khác khác gì đó nhưng mà không hoàn toàn giống nhau khu quản chuyện là không hoàn toàn dĩ gian là giống nhau dĩ gian là một dạng là giống nhau quản chuyện là hoàn toàn nhưng không hoàn toàn giống nhau.
Ví dụ, xin ta căn cứ là căn cứ dựa theo. Căn cứ là căn cứ dựa theo. Nó ngồi nghe mà nó còn nhớ. Căn cứ căn cứ dựa theo. Căn cứ. Ý ý sĩ, căn cứ diễn tập và diễn quy. Căn cứ. Căn cứ là căn cứ dựa theo. Trung y占卜学说，心的主要功能是心主血脉，心主血脉，脉是血液通行的管道，通行的通行，通行的通行，通行的通行的管道。心主血脉是指心脏有推动血液在脉中运行的作用。心藏神，神即神智，是指人的精神和思维活动。giống như chỗ này, đây là tinh thần và hoạt động tư duy, hoạt động tư duy và tinh thần chứ không phải là hoạt động tư duy và hoạt động tinh thần. Căn cứ hiện tại thân thể của nhân sự, nhân sự là nhận thức hiện biết, nhân sự tinh thần suy nghĩ hoạt động.Đây hoạt động tư duy tinh thần, hoạt động tư duy tinh thần. Nếu mà dịch là hoạt động tinh thần tư duy là sai, dịch là hoạt động tư duy và hoạt động tinh thần cũng sai. Dịch là tinh thần tư duy hoạt động cũng sai. Chỉ có cách dịch là hoạt động tư duy và tinh thần. Ai những nghe câu này thì chúng có bị sai không nhỉ? Tinh thần thì không thể hoạt động được, tinh thần là tinh thần, tư duy thì mới là hoạt động.Tức là suy nghĩ là một quá trình hoạt động. Sư ta nào? Ta nào là đại não? Ta nào là đại não? Tờ công động. Ta trông y tăng thủ luân nhân quỷ, dẫn tật sư quỷ hỏa tôn. Nghĩ thủ tăng dầu quan. Dầu quan là có liên quan. Dầu quan là có liên quan. Hả? Chủ giao sư xin tờ sân tỷ công động. Sở dĩ trông y sở sơ tờ xin.除了代表解剖学上的心以外，还包括了一部分神经系统，特别特别的哪边？特别的哪边？特别的哪边？特别的哪边？是大脑的某些功能，某了cái nào đó？啊，你奶奶不能说某了cái nào đó？Một xe là một vài cái nào đó. Người ta không xác định được là cái gì, người ta nói cái nào đó. Một, cái hàng như là Nguyễn Mặc Cảm, bây giờ người ta cứ giấu đi tên. Người ta nói có cái Nguyễn Mẫu Mầu. Rồi Mẫu Mầu tức là cái người họ Nguyễn nào đó. Bao nhiêu mũi mắc bệnh gì gì đó. Là người ta giấu tên đi, nào đó.Chữ dầu là chữ có, cũng là liên từ. Liêu phụ vì men, tờ san treo sư trung y cho dầu là mình không. San treo vẫn san treo, trung treo hoặc xe treo. Tổng quay lại cho y ban chữ hẳn cỡ gì sang quỷ san treo bao mô xin vây. Hẳn cỡ gì xe tâm chỉ quỷ trung treo bao mô phí hẳn quay. Chỉ gì xe quỷ xe treo bao mô can sânta xẻo xả ở Hàn Quốc, đó là sự kiện không có từ mới. Giờ chúng ta lướt qua cái bài này thì là một số từ mới mà nó không nằm ở trong bài học. Đáng lý ra đó là những từ mới của không gian cơ bản. Nhưng mà thôi, lỡ là chúng ta sẽ bổ sung chỗ đó. Rồi hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau.